Viết 4 đến 5 câu kể về việc em đã giúp đỡ người khác hoặc em được người khác giúp đỡ. Bài viết 1. Hôm qua, trên đường đi học về, em đã bị ngã. Lúc đó, đã có bạn Linh đến đỡ em đứng dậy. Bạn còn mở cặp sách và lấy ra một lọ dầu rồi xoa vào chân em. Sau đó, em nghỉ ngơi một lát, rồi cả hai cùng vui vẻ đi về nhà. Em đã cảm ơn bạn vì đã giúp đỡ em. Bài viết 2. Hôm qua, cô giáo cho chúng em một số bài tập môn toán. Em không làm được một số bài khó, nên vào giờ ra chơi, em đã nhờ Lan giảng bài giúp em. Bạn đã vui vẻ giảng bài cho em. Bạn còn lấy rất nhiều ví dụ để em có thể hiểu hơn về phép tính. Em cảm ơn Lan rất nhiều. Bài viết 3. Em đã làm được việc tốt là giúp đỡ bà cụ ăn xin. Hôm đó, trên đường về nhà, em gặp hình ảnh của một bà cụ đang ngồi ăn xin ở bên vệ đường. Trông cụ thật đáng thương. Cụ chống một chiếc gậy, tay cầm chiếc nón đã rách, rồi chìa ra xin mọi người qua lại. Trời đang rất lạnh mà cụ chỉ mặc một chiếc áo mỏng. Em liền đưa cho cụ đôi tất chân và một chiếc áo khoác trong cặp của mình. Cụ đã nói cảm ơn em. Em cảm thấy rất vui khi đã làm được một việc ý nghĩa. Bài viết 4. Hôm thứ ba vừa rồi, sau giờ tan học, trời bỗng đổ cơn mưa. Em thấy bạn Mai không có áo mưa. Em liền rủ bạn đi chung áo mưa với mình. Dọc đường đi, chúng em nói chuyện với nhau rất vui vẻ. Bạn đã nói lời cảm ơn em. Khi về đến nhà, em rất vui vì mình đã giúp được bạn.